New York 9 đến 11 giờ sáng. Cali 6 đến 8 giờ sáng. Paris 3 đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tới đến 1 giờ sáng. Còn là những thành kính lễ cho Tôn Đức. Xin chào tất cả quý 163. Để ta mình cho chúng ta năm pháp thuộc phần thủ thắng. Chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh thỉnh tổ minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo ngũ thai nhé. Hiện tại thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ niệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh. Gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô. Vô thượng trong đức Tam Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Cầu phúc lành phát sanh. Sa thưa kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh và thời thuyết minh tiêu dịch việc bài 34 kinh thập thượng. Năm pháp thuộc phần thủ thắng sẽ do thượng tọa đại sư giảng giải. Chúng con cùng thỉnh thượng tọa giảng. Nam mô Bổn Thầy. Kính đến đây chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, sự tu tập cũng như cuộc sống của chúng ta, cái khéo của một người biết phương cách làm việc, biết phương cách tu tập, đó là biết tận dụng cái thế mạnh của mình. Và khi mà chúng ta nói đến thế mạnh của mình thì ít khi chúng ta nghĩ đến những cái đặc tính nội tại, mà chúng ta hay nghĩ đến địa vị, tiền bạc. Nhưng mà đối với một người học Phật pháp và quen thuộc với đời sống nội tâm thì thưa quý vị, những cái sức mạnh ưu điểm nội tại đó là một điều rất là cần thiết để biết. Năm pháp tính tấn niệm định huệ được nói đến là năm lực hay là năm căn hay là năm quyền, dù là nói về lực hay nói về căn đi nữa, thì năm pháp này nó sẽ trở thành sức mạnh. Và chúng ta sống ở trong chùa giữa những hội chúng tu tập thì mình thấy rõ ràng rằng những người mà có những sức mạnh của niềm tin, của sự tinh tấn, của chánh niệm, của chánh định và của trí tuệ đó, luôn luôn là
có những cái sức đẩy đi tới. Vì vậy đây là những pháp dự phần thù thắng. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thư Tổ Tự Sư, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, gửi đến đại chúng ý nghĩa của bài học này. Bức thầy giác sa tiểu lành thầy, chúng con kính tri ân thượng tọa chánh đẳng đã dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh kinh. Bài học hôm nay kinh thập thượng 5.6, năm pháp thuộc phần thủ thắng. Panchadhamma bahukara, Panchadhamma và Panchadhamma parinyaya, Panchadhamma bahatappa, Panchadhamma hanapaya, Bạn chất hàm quý sẻ sắp bà ghi dạ. Bạn chất hàm đúc bất tí quý cha. Bạn chất hàm bất bà đệ tắp bà. Bạn chất hàm áp hình nhầy dạ. Bạn chất hàm gà tắp bà. Có năm pháp có nhiều tác dụng. Có năm pháp cần phải tu tập. Có năm pháp cần phải biến tri. Có năm pháp cần phải đoạn trừ. Có năm pháp chịu phần tai hại. Có năm pháp đưa đến thủ thắng. Có năm pháp rất khó thể nhập. Có năm pháp cần được sanh khởi, có năm pháp cần được thắng tri. Có năm pháp cần được tác chứng. Các tâm mê bành chất hàm mà quý sơ sắp bà ghi dạ. Bành chìn thị dạ ní, sát hình đi dầm. Quy đi yên đi dầm, sát tiền đi dầm, sát mà hình đi dầm. Bành nhìn đi dầm, y mê bành chất hàm mà quý sơ sắp bà ghi dạ. Thế nào là năm pháp hướng đến thủ thắng? Năm căn: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Đó là năm pháp hướng đến thủ thắng. Chú thích sau đây trích từ Kho tàng Pháp học, Pháp sư Giác Giới biên soạn. 265. Năm pháp thuộc phần thủ thắng. Vissesabhagidhyadhamma, tức là ngũ quyền. Panchindriya, năm pháp có khả năng đặc biệt, pháp trọng yếu để phát triển thiện pháp. Pháp có quyền lực trấn áp các tính chất bất thiện. 1. Tính quyền, Satthindriya, tức là niềm tin tam bảo, một yếu tố khắc chế tâm linh, tâm hoài nghi. 2. Tấn quyền, Viriyindriya, tức là sự dũng mãnh tinh cần, một yếu tố khắc chế tâm biến nhát thụ động. 3. Niệm quyền, Satthindriya, tức là chánh niệm ghi nhớ rõ ràng, một yếu tố khắc chế tâm buông thả. 4. Định quyền, Samahindriya, Samahindriya, tức là sự tập trung tư tưởng, trụ tâm vào một cảnh, một yếu tố khắc chế tâm toán lạc, tán loạn. 5. Tuệ quyền, Anyindriya, tức là trí sáng suốt, hiểu biết thấu đáo, minh sát thực tính của danh sắc, một yếu tố khắc chế tâm si mê. 5 quyền này cũng được gọi là năm lực, và là sức mạnh nội tâm. Chánh văn đến đây là chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa từ bi, tọa từ siêu từ bi giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái lễ Đức Phật, cái lễ Đức Pháp. Cái lễ Đức Phật, lễ Đức Phật. 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 Đại nghe có cùng. Kính thưa quý vị, khi về đề cập đến năm quyền, đây chính là quyền 37. Một vị tổng cỡ
ở đó, hay là 30 vị cứ niệm xứ, cứ trên cần, cứ niệm tiếp tục, ngũ quyền, ngũ lực, cứ niệm tìm ở trên đạo. Tính tấn điểm lên tuệ, được gọi là quyền, tinh duy nhất. Tại vì có chức năng độc lập và tính tấn niệm định tuệ này gọi là lực, gọi là ngũ lực, vì tính tấn niệm định tuệ này nó có cái sức mạnh để phát trường phiền não, ức chế phiền não. Cho nên tính tấn điện định tuệ vừa được gọi là quyền và vừa là lực. Danh từ xưa đó thì xài chữ căn, như tính căn, tấn căn, điện căn, định căn, tuệ căn. Nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta xài chữ căn thì nó bị trùng với một cái từ gọi là mulaka, akusala mulaka tức là mức thiện căn, hay là kusala mulaka là thiện căn. Hay là có cái bộ sách thứ sáu, cái bộ thứ sáu của tạo nghiệp pháp gọi là Yamaka đó, bộ sông đó thì ở trong đó có cái gọi là Mula Yamaka. Mula Yamaka tức là căn sông. Cho nên ở đây chúng tôi ít khi xài cái chữ căn trong trường hợp Indriya, chúng ta xài chữ quyền. Nói lại học cái công nhiều pháp thì khi mà nói về Viskasangaha tức là tập ngoại yếu hiệp, thì trong đó chúng ta có nói nhị thập nhị quyền và Viskindriya, 22 quyền. Trong 22 quyền đó thì mười lăm quyền vì danh và tám quyền về sắc, 15 đến 8 thành 23. Nhưng mà tại sao chúng ta nói 22 thôi? Là tại vì ở đây thú vị, cái gọi là mạng quyền đó, gồm có hai, một là danh mạng quyền tức là tâm sở mạng quyền, hai là sắc mạng quyền, danh mạng quyền, sắc mạng quyền. Do đó cho nên mạng quyền trong 22 quyền nó được chia ra làm hai phần, danh mạng quyền, sắc mạng quyền. Bởi vậy khi mà chúng ta học về duyên hệ đó, nếu mà chúng ta nói về tình trị giá, phát trị giá là nguyện duyên, thì khi nói đến khâu sinh nguyện duyên thì chúng ta phải kể 15. Rồi khi mà nói đến sắc quyền đó thì chúng ta phải kể là 8. Nhãn quyền, nhĩ quyền, tiếng quyền, thiệt quyền, thân quyền, nữ quyền, nam quyền và sắc mạng quyền.
Nhưng mà nói chính xác thì danh mạng quyền có 14,5, sắc mạng quyền có 7,5, 14,5 với 7,5 thì nó trở thành ra 22. Không hiểu gì. Nhưng mà chúng ta bỏ qua cái đó, chúng ta trở lại cái ở trong danh quyền đó thì nó có 4, có 5 quyền mà chúng ta ở đây. 15 quyền đó tức là ý quyền, năng quyền, khổ quyền, lạc quyền, ưu quyền, hỷ quyền, xả quyền. Tính quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, quyền, vị chi quyền, dĩ chi quyền và ngũ chi quyền. Như vậy chúng ta nói đến tuệ quyền thì nó có đến 4. Cái xíu này chúng tôi sẽ nói với thì như vậy thì cập đến quyền để chúng ta chỉ lấy căn bản là tính tấn điện định tuệ thôi. Còn ý quyền với danh mạng quyền với sở hữu mạng quyền thì chúng ta chỉ liệt kê ở trong 22 quyền, nhưng mà không có đem ra nói trong cái pháp mà đưa đến sự giải thoát hay là tu tập. Ở đây thưa quý vị, ngũ quyền rất là quan trọng. Một vị hành giả mà có ngũ quyền tính tấn định định tuệ mạnh thì vị hành giả đó, tu hành sẽ đắc chứng nhanh. Còn nếu như ngũ quyền tính tấn định định tuệ yếu đó, thì như vậy khi tu hành đắc chứng chậm. Quý vị khi mà nói đến bốn cái đạo tức là bốn cái sự tu hành đó thì ở đây nói đến có trường hợp hành năng đắc trì, hành năng đắc chấp, hành vị đắc trì, hành vị đắc cấp. Cái chữ hành năng, hành vị đó Đức Ca Patipada tức là cái sự tu hành của vị đó rất là khổ sở, rất là vất vả, khó khăn. Cái này là do vị đó cái khuynh hướng, cái thường tận cái duyên nặng biệt hoặc là đời trước chưa có từng quen tu tập định tâm, cho nên bây giờ ngồi lại gò bó khó chịu, nó không được thoải mái. Vì về hành năng và hành diễn là dễ, là thoải mái, cái sự tu tập thoải mái, bởi vì người đó, vị hành giả đó không có nặng về phiền não, tham sân si. Lại nữa trong đời quá khứ vì đã thuần thục trong cái việc tu thì mình đang cúng tâm chánh niệm tỉnh giác, do đó bây giờ tu thì dễ. Còn về cái gọi là đắc trì và đắc cấp đó, đang tha phi nha là đắc trì, tức là đắc chậm. Chánh đắc ở đây là do ngũ quyền yếu, còn đắc cấp thì là phi nha là cái sự chứng đắc nhanh,
ngon lắm. Cho nên ở đây đối với ngũ miền ngũ lực, chúng ta nói ngũ miền thôi, thì chúng ta thấy rằng là những cái pháp này sẽ dĩ được gọi là thù thắng, bởi vì nó thuộc phần đặc biệt. Năm pháp này có khả năng đặc biệt là pháp trọng yếu để phát triển thiện pháp, bởi vì trong cái sự tu hành có được ngũ miền thì vị đó có khả năng trấn áp các thứ chất bất thiện. Còn nếu như ngũ miền yếu thì chỉ tu lớp lớp bên ngoài thôi, nó không có cái khả năng gì đặc biệt. Một vị tu hành không có khả năng gì đặc biệt. Những người hành thiện thấy họ đi đến chỗ này chỗ kia cũng tham dự cái pháp thiền giống như người ta vậy, nhưng mà hành hoài suốt khóa này đến khóa khác không có hiệu quả. Ngồi chỉ để là ngồi thôi, ngồi cho có ngồi, thì như vậy chính do vì đó không được hướng dẫn để phát huy những ngũ quyền. Trước hết là tính miền, tức là niềm tin. Làm cái việc gì cũng phải có niềm tin. Tin nơi Đức Phật, tức là tin sự giác ngộ của Đức Phật. Tin chắc nơi cái hiệu năng của chính pháp. Tin cái sự thanh tịnh của chúng sinh văn. Chúng sinh văn ở đây vừa là tâm của Đức Phật. Rồi niềm tin còn có một cái nữa là phải tin vào cái pháp môn mà mình đã được thọ trì, như là giới định. Nếu mà có cái sự hoài nghi Phật và nghi pháp thì nghi tăng thì xem như là trở thành cái tâm quan vu mà ngày hôm qua chúng ta học. Hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, hoài nghi học giới thì cái này nó sẽ đưa đến cái thái tâm. Đối với cái việc của tu tập hay việc thực hành đi lòng vòng giống như lạc vào cái khu vực ma vu, cho nên cái đức tin rất là mạnh. Cái đức tin rất là quan trọng. Nếu đức tin mạnh thì đối với một người tu tập thì nó dễ. Cái vị hành giả tu tập chính quyền ở đây những cái vấn đề, trước hết là người đó phải có niềm tin nơi Tam Bảo. Nếu mà vị hành giả tu tập cái pháp môn thiền định, nói là tu theo Phật pháp, tu theo thiền Phật giáo, nhưng mà như trong trường thiền vào trong vườn thiền mình không có niềm tin mạnh đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, thì như vậy mình tu không có kết quả. Có những người họ vô họ chỉ biết là vị thiền sư thôi, họ chỉ biết ông thầy của họ thôi, nhưng mà nói đến Đức Phật là họ kinh khỉnh gì, hoặc là nói đến giáo pháp thì họ chê, họ chê là tâm tạng, là bây giờ tu đi giải thoát ở đó mà đi học tặng kinh tặng luật tặng diệu pháp thôi. Những người mà họ có cái tâm khinh thị đối với giáo pháp thì người nào cũng làm không nên trò trọng gì. Ta phải có đức tin, ta phải có đức tin. Ngài Upali, tôn giả Upali có khuyên các vị tiếp theo, nếu như mà các hiệu giả chuẩn bị nào mà đi
đi pháp hành đó, nên tôn trọng những vị đi pháp học, những vị hành giả, những vị thì kheo mà đi pháp học thì nên tôn trọng cái vị đi pháp hành, bởi vì cái nào cũng có lợi ích. Mình đứng ở mức độ này thì vậy, mình nhìn thấy người khác mình phải có cái sự kính mến, có sự quý trọng. Chúng ta đừng có đứng ở đây mà chúng ta khen mình mà chê người khác là cái gì, phải có niềm tin cho Tam Bảo trước, rồi cái niềm tin kế tiếp đó, là chúng ta mới bắt đầu tin vào cái vị, cái khả năng hướng dẫn của cái vị thiền sư là vị thầy của mình. Ngay cả khi mà chúng ta học Phật pháp của vị, chúng ta phải tin tưởng nơi cái vị giáo thọ, vị thầy dạy giáo lý của mình, để chúng ta phá được cái sự hoài nghi. Khi mà chúng ta tu thiền thì chính vị thiền sư đó chúng ta phải đặt niềm tin, giúp như một bệnh nhân khi mà đi đến, khi mà bị bệnh đi đến một bác sĩ để điều trị, để bác sĩ điều trị bệnh, khám chữa bệnh, thì mình phải có niềm tin nơi bác sĩ. Nhưng mà nếu mà đi đến không có tin bác sĩ đó, chỉ đến cho có đến rồi bác sĩ dặn dò con này đang dọn kia về không làm theo thì cũng như không, bệnh nó không có hết. Cho nên phải có niềm tin nơi cái vị thầy, vị thầy sư, hay là cái vị giáo thọ sư. Hai nữa, tiếp đến là chúng ta phải có niềm tin nơi những cái đề mục, những cái pháp môn mà vị thiền sư, vị thầy đã dạy cho mình. Khi chúng ta thực hành cái đó, chúng ta phải có cái niềm tin. Hay là chúng ta học môn học nào, chúng ta phải có niềm tin với môn học đó. Và cái niềm tin này nó đặt ở chỗ là cái lòng tự tin. Tức là chúng ta phải có lòng tự tin rằng ta sẽ đạt được kết quả khi mà thực hành cái pháp môn. Ta sẽ học được thông thạo giáo lý khi mà ta học được cái pháp môn. Cho nên cái niềm tin của vị hành giả cần thiết, và cái niềm tin đó phải được đặt ở nhiều chỗ, nhiều nơi, nhiều trường hợp. Cái quyền thứ hai đó gọi là tấn quyền, gọi là Virajindriya. Tức là cái sự dũng mãnh của nội tâm. Một người mà họ chỉ có siêng năng ở bên ngoài, ví dụ như họ siêng tập thể dục, siêng đi bách bộ để giữ sức khỏe, hoặc là họ siêng quét nhà, siêng giặt giũ, hoặc là siêng tắm rửa, thì cái sự siêng năng đó ở trong cái xã hội thì họ khen ngợi, họ tán thán. Nhưng mà đối với vị hành giả tu tập thì cái sự siêng năng đó nó không phải là yếu tố để giúp mình khắc chế được cái gì đó, mà chính là cái sự nỗ lực của nội tâm, nỗ lực cái gì. Tấn quyền ở đây là cái sự nỗ lực ngăn chặn những phòng ngừa, ngăn ngừa những cái ác biện pháp chưa sanh định chưa sanh, nỗ lực dẹp trừ những ác bất biện pháp đã sanh cho mất đi, nỗ lực tu tập những cái thiện pháp chưa có thành có, nỗ lực để duy trì những cái thiện pháp đã có rồi, làm cho nó được duy trì nó, làm cho nó được tồn tại và lớn mạnh. Thì như vậy mới gọi là tấn quyền. Tấn quyền là
yếu tố khắc chế cái tâm biến nhát thụ động. Mà thấy rõ ở đây một người khi mà nói đến cái chuyện mà đi chơi thì họ xiên, khi nói đến chuyện ăn uống thì họ xiên, nhưng mà nói đến cái chuyện ngồi lại để chú tâm tu tập thì họ lười. Lúc nào mà cảm thấy uể oải, cảm thấy mệt mỏi, ngay cả cái việc mà tụng kinh sáng chiều, công phu sáng chiều lễ bái tam bảo họ cũng lười, nó đừng nói chi là cái việc mà hành thiền. Cho nên từ chỗ tinh tấn ở bên ngoài không phải là chúng ta lười, mà chúng ta tập cho mình thói quen xin. Một cái chuyện rất đơn giản thứ gì chúng ta cũng phải tập. Ví dụ khi mà chúng ta bước ra khỏi nhà để đi làm việc, bất chợt chúng ta khởi lên ý định, không biết khi nãy mình đã tắt cái lò, cái bếp lò ga chưa, hay là đã tắt nước trong toilet chưa. Vừa khi chúng ta suy nghĩ như vậy, đừng có lười mà bỏ đi. Chúng ta phải chịu khó mở cửa quay trở lại, đi vào trong toilet hay là trong bếp để chúng ta kiểm tra. Nhờ cái sự siêng năng thường thường như vậy đó, nó cũng tập cho tâm ở trong đời sống hàng ngày của người Bồ Tát. Khi mà tu tập tinh tấn ba la mật thì vị đó, vị Bồ Tát làm cái việc gì ngài cũng làm giàu cho cái việc đó, nớm lao hay là nó khó bất khả thi, nhưng mà ngài tinh tấn ngài cũng làm. Những phần ngài thuyết lại cái câu chuyện là Bồ Tát kiếp sinh là một sóc, khi mấy đứa con bị nước biển nó chơi lên trên bãi biển thì nước biển cuốn trôi, sóc hò đuôi thu nước, nó nhúc nước rồi nó lên bờ nó chạy, nó nghĩ rằng sẽ tắt cạn biển để tìm con. Những người đến thích ngày nóng nảy cái việc làm đó, cho nên là mình hiện xuống từng ngày nghe họ ở cửa sóc mà trình bày ngày ngày cảm động sự tinh tấn đó, cho nên ngài dùng cái năng lực hóa sanh của mình để ngài dớt những con sóc lên cho cùng một bạn. Ở đây cái câu chuyện chúng ta đừng có nghe như vậy rồi chúng ta bắt chước là chúng ta đi tắt biển hay là đi tắt sông, chúng ta còn không tắt nổi được nó chỉ tắt biển. Nhưng mà để muốn nói lên sự tinh tấn trong đời sống hàng ngày của chúng ta, muốn trước một cái việc gì chúng ta cũng phải có tinh tấn để quen. Đến khi mà chúng ta đi vào việc tu tập thì chúng ta mới có sự tinh tấn được. Còn người nào mà không hẹn lười biếng ở bên ngoài rồi đó, thì đến chừng nói đến cái việc mà ngồi lại để mà đọc một quyển kinh, vì sách họ cũng lười nữa, họ đọc một chút rồi họ nản rồi họ bỏ đi. Rồi nói chi là cái việc mà ngồi lại kiết già hay bán già để mà tập trung và một giờ đồng hồ họ chịu nổi, đó là thiếu cái sự tinh tấn. Chúng ta cần phải hiểu biết rằng là tinh tấn hay là tấn nguyện là một yếu tố giúp cho chúng ta khắc chế, chúng ta khắc chế tâm biến nhát. Thứ ba gọi là niệm quyền sát tinh tri giác. Niệm ở đây tức là chánh niệm,
sarati, sarati tiết sati, tức là cái sự ghi nhớ một cách rõ ràng, ghi nhớ cách đếm nhại. Bởi vì nếu như một vị họ lơ đễnh, bỏ qua không được nhớ, thì như vậy lâu ngày, nhất là đến tuổi già, thì họ sẽ lẫn đi, quên. Nhất là khi mình đi đến cái tuổi già, bắt đầu trí nhớ nó giảm, thì do cái tâm bị phúc lực nhiều quá. Như tâm phóng dật, tâm buông thả. Bởi vì cái sự tu tập là chúng ta cần phải làm sao chúng ta luyện được cái ức niệm. Niệm ở đây không có nghĩa là chúng ta tụng động như là niệm kinh, không phải vậy. Mà niệm ở đây có nghĩa là ghi nhớ, hơi thở ra nhớ biết là hơi thở ra, hít vào hơi thở vào chúng ta nhớ biết hơi thở vào, khi mà thân tâm cảm thọ vui khổ như thế nào thì nhớ biết như thế đó. Tâm đang sinh khởi, tâm sinh khởi có tham hay không tham, có sân hay không sân, nhớ biết được không? Thì như vậy được gọi là niệm, được gọi là niệm niệm nguyện. Thì ở đây đó cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập về niệm nguyện, rèn luyện cho nên thuần thục trong cái pháp nguyện này, là trong đời sống hàng ngày chúng ta phải tập. Bây giờ trở lại cái việc mà chúng ta tụng kinh, những vị mà có tâm niệm phúc nhật, có những cái bài kinh là họ tụng lộn xộn lắm, nhất là kinh Bali nó có nhiều đoạn trùng nhau, chỉ có sự thay đổi danh từ Phật học. Làm sao để nhớ, tức là khi tụng như vậy không phải lo suy nghĩ đến chuyện khác. Khi mà tụng đọc, khi mà tụng kinh là phải nhớ biết từng lời kinh mà mình đọc ra. Đoạn này đó chúng ta luyện tập. Và khi mà chúng ta ăn uống, đi đứng nằm ngồi, đại tiện tiểu tiện, chúng ta cũng đều tập ghi nhận, nhớ biết cái gì đang xảy ra, đang hoạt động. Tập biết chúng ta sẽ quen thôi. Và khi một người quen như vậy thì tự nhiên cái trí nhớ của họ nhớ dài dắn. Ở trong thanh tịnh đạo có giải thích, vì hành giả mà muốn thực hiện về túc mạng thông hay túc mạng minh, túc mạng trí, chư tu của ta gọi là bút tê đi qua xa nước tiết nhà nát, tức là nhớ biết cái tiền kiếp của mình, không phải đang không mà vị đó có thể nhớ được cái tiền kiếp đâu. Nếu hiện tại vị đó là người lẩn thẩn quên lãng, do đó cho nên cái bước chuẩn bị là bị hành giả hàng ngày là phải tập nhớ. Bây giờ mình đang ngồi đây, hồi nãy bắt đầu từ đâu, như chúng ta lấy từ ngày hôm nay sáng thức dậy đã đi ra về sân đảnh lễ còn cái bồ đề,
đảnh lễ tháp, xong rồi trở vào rửa mặt, rửa tay, ngồi thiền chút để nhớ mình đi khất thực, đi vào cái làng đó. Sau khi đầy được thực rồi, trở về ăn xong, rồi bị đó nhớ cái chuyện ngày hôm qua, nhớ cái hoạt động ngày hôm kia, bị đã tập nhớ trong một tuần lễ trước, một tháng trước, rồi phải nhớ một năm trước nữa, nhớ cái chuyện của 10 năm trước, của 20 năm trước, nhớ đến cái lúc mà mình họ phí sinh thức, tức là lúc tục sinh đó, nhớ. Nhưng mà trong cái nhớ của cái sống hiện tại thì không gọi là tục mạng mình, nó chỉ là bước chuẩn bị để hủ tạo cho tục mạng mình thôi. Sau khi mà nhớ rõ hiện tại những cái gì đang xảy ra thì cuối cùng là bị đó để nhớ được từ cái kiếp sống quá khứ như thế nào, thế nào. Chúng tôi nói cái điều đó có nghĩa là chúng ta phải luyện tập, chứ không nói, chứ không chỉ nó niệm quyền để chúng ta tự nhiên là có niệm quyền liền đâu. Chúng ta phải tập, phải rèn luyện thành. Thì khi mà đã có niệm quyền thì chúng ta phải biết rằng đây là một yếu tố để khắc chế cái tâm buông thả, tức là cái tâm thất niệm, buddhasati. Thứ tư nữa, định quyền samadhi niyat, tức là cái sự buông tập, cái sự tập trung tư tưởng, tụ tâm vào một cảnh. Đây chính là một yếu tố để khắc chế cái tâm tán loạn. Trong chú giải giải thích thì cái tâm tán loạn ở đây, thưa quý vị, tức là cái tâm phóng dật. Chúng ta để cho cái tâm tán loạn nó quen, đến khi mà chúng ta muốn hành thiền, chúng ta tập trung tư tưởng khó lắm. Cho nên những vị hành giả mà tu tập cần phải biết, để mà ngồi lại là chúng ta phải thấm niệm, chúng ta phải có cái sự định tâm. Trước hết thì chúng ta chỉ là sát na định, kanika samadhi thôi, sát na định. Định tâm cho đến khi nào mà chúng ta có thể gần đến cái trạng thái thiền định, đến đó được gọi là già nó xong rồi, thì tận hành định hay là tận định. Kế tiếp sau cái tận định đó mới đạt đến cái an. Chỉ định. Nhưng mà trước tiên là trong cái sự tu tập, chúng ta phải có cái sự tác ý để định tâm. Và các ý định tâm đó, có thể nhìn vào cái đất, biết xứ đất hay nước hay lửa hay đó, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hư không, sáng, chỉ là chú tâm ở trên đó, rồi nó sẽ đạt đến định. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chỉ có tu thiền chỉ mới đạt đến định, mới cần thiết định tâm. Không, thưa quý vị, khi mà tu thiền quán thì chúng ta không có định tâm đó, và chúng ta không có ghi nhận, chúng ta không có nhớ biết được cái sự sanh diệt của nhân sanh, cho nên phải định. Mỗi một ngày chúng ta chịu khó, chúng ta ngồi thiền một chút, trong khoảng 15-20 phút, một tiếng đồng hồ, nửa giờ hoặc một tiếng đồng hồ, lúc đó chúng ta tập luyện chánh niệm, tập luyện chánh định,
Như vậy là chúng ta luyện về, rèn luyện về cái niệm quyền và định quyền. Các nhà khoa học khi họ đang nghiên cứu một cái gì là họ tập trung tư tưởng ghê lắm, họ tập trung tư tưởng đến mức mà họ không cần, họ không có bị phân tán, không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Cái đó cũng là một cái định tâm. Khi một người tu tập ấy, thì họ có cái sự định tâm ở trong các cái địa mục của Matthana, trong một phạm vi của mình. Như vậy nó sẽ tốt. Định nó hỗ trợ cho niệm. Để mà có tập trung tư tưởng được thì mới có thể có chánh niệm ghi nhận được. Ngược lại, chánh niệm hỗ trợ cho định. Niệm nhớ biết từng chút từng sự việc sanh bị diệt, thì cái niệm đó nó sẽ phát sinh định. Cả hai trường hợp định và niệm nó đều là biến hành cả samatha. Nhưng mà định ekakata samatha là thuộc ekakata, là nhất hành tâm. Cái nhất hành đó nó thuộc về biến hành, tâm sắp phát, sắp phát chiếc tác xa phẩm ở trong ta. Còn niệm thì nó lại nằm ở trong biến hành tịnh hảo, nó cũng thuộc biến hành, nhưng mà biến hành tịnh hảo. Tịnh hảo biến hành đó là chỉ cho 19 cái tâm sở luôn có mặt khắp ở trong 91 tâm tịnh hảo. Do đó cho nên giữa niệm và định thường với nhau qua lại vẫn được thôi. Định quyền là một yếu tố khắc chế tâm tác loạn. Cái chuyện mà chúng ta tập trung tư tưởng trên một đề mục, cái chuyện đó không phải là dễ làm, rất là khó làm. Cho nên khi mà định được thì như vậy nó sẽ đưa đến một cái năng lực, và cái năng lực đó nó gọi là pala, là định lực. Và đối với việc định quyền nó có cái khả năng đặc biệt. Bây giờ chúng ta lại nói đến tuệ quyền, gọi là bình nhìn tri giác. Cái khả năng của tuệ khi mà có sự hiểu biết thấu đáo, hiểu biết này không, nó bắt nguồn từ cái mà chúng ta hiểu biết về cái sự việc, như là kiến thức thế học chẳng hạn, đó là trí tuệ, nhưng mà không gọi là tuệ quyền. Cái khả năng tuệ quyền đó tức là trí hiểu biết thấu đáo, minh sát thực tính của chân lý sắc. Tuệ quyền này nó đồng nghĩa với chức vipassana. Vipassana, vipassana tức là sự thấy. Vipassana tức là thấy một cách đặc biệt,
tư vị được người minh sát. Nội minh sát cũng có nghĩa là chúng ta quan sát một cách sáng suốt, trí tuệ. Chúng ta chỉ có ngộ bao nhiêu thôi, chúng ta cũng có thể suy diễn được, phải lan rộng ra những ý nghĩa bên ngoài. Ví dụ trong cuộc sống chúng ta làm việc gì chúng ta cũng tập trung được dễ dàng, cũng mong kết quả. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó chỉ là cái pháp thế gian ở bên ngoài. Nhưng mà nói đến cái pháp tu tập đó, một vị mà định tâm được thì mới phát sanh thiền. Còn khi mà một vị có cái sự sáng suốt để minh sát như là sạch thì phát sanh lên thánh đạo thánh quả. Và thánh đạo ở đây đó, được gọi là các dây nhà năng, tức là cái trí đoạn trừ những gì đó. Nếu ba đi nhà năng thánh quả ở đây đó, là cái trí thanh tịnh phiền não, làm cho phiền não không sanh khởi. Thì khi nói đến tuệ nguyện, chúng ta cũng có thể hiểu một cách tổng quát là cái khả năng sáng suốt, thấu đáo, hiểu biết các pháp. Thì vì đó chúng ta mới nói đến cái chuyện hiện thế, vâng vâng. Nhưng mà khi đặt vấn đề tuệ quyền ở trong pháp ngũ quyền của đại đạo đó, thì chúng ta phải hiểu rằng tuệ quyền ở đây chính là tập trung ở chỗ chúng ta thấy biết danh sắc và phân tích được, tìm được cái duyên trở ra danh sắc. Cái đó gọi là tuệ. Nhưng mà tuệ quyền này đó được nói riêng ra, còn ở trong 22 quyền thì lại thêm 3 cái nữa. Tức là khi mà tuệ minh sát được danh sắc vô thường của nó vô ngã, thì nó chứng đắc được sơ đạo, tức là vô đồ quần đạo. Khi mà đạt đến là tu được quần đạo hay là sơ đạo thì cái đó gọi là vị tri nguyện, tức là biết hay chưa tự biết một việc. Cái đối tượng của cái tâm sơ đạo là biết bạn, là thấy lần đầu tiên, thứ nhất chưa từng thấy, do đó cho nên gọi là vị tri, tức là chưa từng thấy. Vị tri nguyện đó là biết cái đã từng biết, giảm chỉ cho vị đạo vị quả tâm đạo thông quả. Tức là hồi đi qua sơ đạo cái quả và cái bậc tu được quần, thì vị đó có trí tuệ thấy những cái chưa từng thấy. Nhưng mà đến khi tiếp tục đắc được đạo quả thứ hai, đạo quả thứ ba, đó là biết cái đã biết, rồi là diễn tri quyền. Và vụ tri quyền ở đây đó, tức là biết một cách duy mãn, biết một cách viên mãn, một cách đầy đủ, tường tận, tức là trí ở trong tứ quả A La Hán. Nhưng mà ở đây đó,
Thì khi mà chúng ta nói đến vị quyền là cái pháp thuộc thắng, là nhân tố cho sự giác ngộ, vị quyền đó là nói đến vị quyền như thế thôi. Cho nên chỉ kể là vị quyền, vị chi quyền, vị chi quyền, vị chi quyền. Năm cái pháp có quyền lực mạnh trấn áp các bất thiện pháp, hiền giả tu tập phải biết là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Với năm pháp đó chúng ta có thể thành tựu tốt. Bây giờ thì chúng tôi xin được dừng lại ở đây. Và tiếp theo sẽ là phần tâm. Hôm nay có đang nghĩ và tính này. Xin hoàng hỷ biết là nếu mà mọi người đã nghe được hoàng hỷ điều các cái con thọ này cái thường thọ đang thường thọ đến không đã là trước tại sao nhiều hôm nay chúng tôi đã xíu nữa chúng tôi sẽ vào xin sao thu cái chân thì tòa tôi siêu thì tòa pháp đăng thì tòa có ở trước máy và nghe được không, nếu thì tòa pháp đăng nghe được kính thỉnh thì tòa. Thì Pháp Đăng thường thường á, người ta nghĩ rằng khi mà mình tin cái gì đó, hoặc là tin hoặc là không tin thôi. Nhưng mà có trường hợp chúng ta nói là đức tin mạnh hay đức tin yếu á, thì thế nào là đức tin mạnh, thế nào là đức tin yếu, tại sao đã tin rồi mà còn có cái mạnh và yếu nữa. Xin Thượng Tọa khoan hỷ cho một vài cái ví dụ cụ thể về điểm này. Kính thưa Thượng Tọa. Alo. Alo. Dạ, con đang kính lễ Đức Tam Bảo, con kính lễ. Tôn thông cùng với chữ tăng kính trải về cô tu nữ tôn trào hiệu tử. Thì con sẽ kể hai câu chuyện và con sẽ trình bày. À, chúng ta thấy nếu mà so sánh hai người đó, Sayyid Sunakkhana và nữ tỳ Kali đó, thì chúng ta sẽ thấy là nữ tỳ Kali đó tuy là người cư sĩ nhưng mà có cái đức tin mạnh hơn là Sunakkhana, là Sayyid tỳ giả. Thì chúng ta thấy khi mà nữ tỳ Kali đi nghe pháp và biết rằng á, một cái người mà khi mà họ chưa có thành đạt được thiền định đó, đạo quả đó, thì họ vẫn còn tâm sân. À, nên nữ tỳ Kali mới tìm cái cách thử nữ gia chủ quê đi hí cá. À, thì thử ba bữa thì biết liền
Để biết được, ví dụ chúng ta thường thường nghe nói là người có cái tâm sân á, gặp những chuyện trái ý nghịch lòng thì nổi lên sân, hoặc chính cái niềm hận sự. Trừ những cái bậc thánh Anaham, hoặc là những vị A-la-hán, hoặc là những người có tu tập, có đang tu tập, khi mình chọc họ thì họ không có sân. Thì chúng ta thấy nữ gia chủ Hiraṇyaka được cả làng cả xóm nói là nữ gia chủ đức hạnh. Mà nữ Tỳ Kha Ly nghe, mà nữ Tỳ Kha Ly muốn thử. Khi muốn thử như vậy đó, thì ngày đầu á, nữ Tỳ Kha Ly đó không có chịu thức dậy làm công việc. Công việc của mình phải làm thì không làm. Ví dụ nữ Tỳ Kha Ly đó thức dậy sớm, quét dọn tắm, có nghĩa là quét dọn giặt giũ lau chùi, rồi nấu nướng, rồi lo hết tất cả những cái việc cho nữ gia chủ về đi hí cá. Nên nữ gia chủ đó thức dậy thì thấy công việc đều là chu toàn hết, nên không thấy cái cô nữ gia chủ của mình sân hận. Nhưng mà khi mà nữ Tỳ Kha Ly đó được nghe pháp thì biết được là như vậy, nên muốn thử. Khi thử ngày thứ nhất thì cô ta không có làm gì hết, hoàn toàn không có làm, cô ta chỉ nằm trên giường thôi. Thì nữ gia chủ về đây cá thấy thức dậy, thấy công việc nhà bề bộn như vậy đó, mới hỏi nữ Tỳ Kha Ly: em bệnh hả em? Thì nữ Tỳ Kha Ly nói rằng: thưa nữ chủ, em có bệnh, em không có bệnh. Thì nữ gia chủ về đây cá bữa đầu chỉ hỏi như vậy mà bỏ đi thôi. Thì bữa thứ hai cũng y như vậy, cô nữ Tỳ Kha Ly cũng vẫn không làm gì hết, vẫn tiếp tục nằm trên giường. Nhưng mà ngày thứ ba thì lại không có được như vậy, quý vị. Cô thử đến ngày thứ ba đó, thì nữ gia chủ quê đây cá đó đã không có nhẫn nại nổi, giác gậy đập vào đầu, giác cái xông cửa đập vào đầu nữ Tỳ Kha Ly phun máu. Và nữ Tỳ Kha Ly mới đi nói với mọi người đó, ai cũng nói nữ gia chủ quê đi cá là người có nghĩa là đức hạnh này cái nọ, nhưng mà không, không phải như vậy. Vì có một cái người lo quá chu toàn nên cô ta không sân thôi. Nhưng mà khi mà làm không làm công việc đó thì cô ta sẽ sân hận lên. Thì chúng ta thấy á, nếu mà nói về nữ Tỳ Kha Ly á, thì ở trong người tối thắng á, Đức Phật này vẫn nói nữ Tỳ Kha Ly á, là người tối thắng về đức tin. Đức tin á, là đức tin với Đức Phật, tin với cái lời dạy của Đức Phật, tin với chánh pháp Phật, tin với cái pháp thực hành mang lại cái kết quả. Chứ một người mà sống như vậy đó không có thể nào mà không có tâm sân, khi những cái tà ý nghịch lòng. Chúng ta thấy rất rõ ràng như vậy. Còn trong khi Sunakhana là thị giả cho Đức Phật, Đức Phật này đã sử dụng thần thông nhiều lần rồi, nhiều lần rồi. Chúng ta thấy rằng khi mà Sunakhana đi khất thực với Đức Phật, gặp một người lọa thể, tu cái hạnh lọa thể, thì Sunakhana nghĩ rằng những vị A-la-hán là phải như vậy nè, là trần truồng như vậy đó. Hoặc là chúng ta thấy những cái vị mà tu cái hạnh mà, tại vì trong cái bài kinh đó thì chúng ta thấy có mấy đoạn, có một người họ tu lọa thể, họ nguyện không đi qua cái tháp bên bốn hướng của bốn cái kinh thành mà có bốn cái ký hiệu giống như bốn cái tháp vậy đó. Ông nói không có đi. Nhưng mà Đức Phật á, khi mà thấy Sunakhana tôn kính, có vẻ tôn kính vị này là A-la-hán, với tâm của mình, Đức Phật ngài biết được tâm của vị ngoại đạo lõa thể này đó, là thế nào cũng phải quần tục, cũng có vợ và cũng đã đi vượt hết những cái tháp đó, đi tìm sự sống đó, có vợ và đi tìm sự sống, cũng đi hết những cái tháp đó rồi bỏ mạng chết luôn. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói như vậy, Sunakhana đó không có tin, quý vị. Nhưng mà thời gian sau cái chuyện nó xảy ra y như vậy. Rồi cũng có một cái câu chuyện là vị đó tu lọ thể, mà Đức Phật nói rằng bị đó hành cái hạnh như thế đó đó, thì Đức Phật nói rằng sao đó, thì ông Sunakhana gặp cũng nghĩ là vị A-la-hán, nhưng mà Đức Phật ngày nói rằng không, không phải vị A-la-hán. Ông đó sau này sẽ chết và cái xác thân của ổng bị quăng lên đống cỏ bí lá chá, và ổng sanh làm những cái loại cua bằng trà, hay là những cái loại giả can gì đó, chúng tôi nhớ như vậy.
chứ không sanh được hiền 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 thú nữa. Có nghĩa là sanh thú được hiền thiện mà sanh vào cái khổ thú. Thì lúc bấy giờ Suddhakana nghe Đức Phật nói như vậy đó, cũng tới hỏi cái vị tu sĩ đó. Và vị tu sĩ đó cũng nói y như lời Đức Phật nói. Nhưng mà Suddhakana đó, quý vị thấy sau này Suddhakana đó chống trái với Đức Phật rất là nhiều. Và Đức Phật đã nói những điều ông nghĩ rằng những vị A-la-hán, Đức Phật này đã nói rằng Ngài đã dùng thần thông, có nghĩa là dùng thần thông để biết được, dùng tha tâm thông để biết được. Nhưng mà Suddhakana không có nghĩ như vậy. Suddhakana không có nghĩ rằng những cái đó là những cái pháp thượng nhân thần thông. Mà Suddhakana nói rằng Đức Phật không có dùng như vậy. Không phải là Đức Phật không dùng, nhưng mà Suddhakana đó không có tác ý. Tại sao mà Thế Tôn là người biết cái chuyện như xảy ra như vậy? Nhưng mà sau này Suddhakana bỏ Đức Phật đi theo ngoại đạo. Cái gì thấy không? Như vậy là Suddhakana tuy là người xuất gia là sa di nhưng mà không có lòng tin với Đức Phật. Trong khi một cái người nữ tỳ Kali đó lại có lòng tin. Nên chúng ta có thể hiểu Suddhakana là lòng tin yếu. Lòng tin có nghĩa là mỏng manh. Mà thường thường Đức Phật ngày ưa nói một người tu hành khi mà họ quá hư hỏng rồi nhưng mà họ còn tu hành được đó, thì Đức Phật nói rằng chư tăng không có xử tội họ nữa, không có nói họ nữa, vì họ còn có chút lòng tin. Nếu mà nói họ nữa họ sẽ, nên chư tăng không có nói họ nữa để cho họ, để họ còn chút lòng tin, để họ, tại vì những người đó quý vị thấy là những người đó họ có thể là ương ngang bướng, họ có đủ những cái điều hết, nhưng mà lại họ cũng vẫn còn ưa thích cái sự tu hành nên họ không có trở về đời sống cư sĩ. Nhưng mà nếu chư tăng nói nữa đó, thì họ có thể bỏ cái đời sống tu hành để họ trở về đời sống cư sĩ. Hoặc là có nhiều lúc quý vị nghe có nhiều vị tu sĩ đó, mà chư tăng làm quá, họ nói họ bỏ Phật giáo nguyên thủy, họ theo Phật giáo Bắc Tông. Thì cũng có những trường hợp như vậy. Nghĩa là người đó còn chút lòng tin đó, thì không có đụng chạm đến họ nữa. Nếu mình đụng đến họ nữa đó, thì họ sân hận lên, họ bỏ giáo pháp, bỏ tăng chúng. Và cái điều mà họ bỏ đó mang lại cái bất hạnh cho cái người đó. Vì thường thường nếu họ còn ở trong giáo hội đó, họ còn đảnh lễ chư tăng được, họ còn cúng dường, họ còn chia sẻ vật dụng, họ còn làm cái chuyện này chuyện kia được, họ có thể làm được quý vị. Tại vì thường thường quý vị biết rằng như là Đức Phật á, ngày độ Đê Quá Đát Tá đó, thì chư tăng nói rằng Đức Phật biết Đê Quá Đát Tá phản bội, làm tân Phật chảy máu, chia rẽ tăng như vậy, mà tại sao Đức Phật lại vẫn độ? Ngài nói vì Ngài là Phật nên Ngài phải độ như vậy. Ngài biết rằng ổng ở trong giáo hội đó, ổng vẫn tu hành, ổng đắc thiền, đắc tịnh thông, ổng vẫn tạo được cái thiện sự công đức. Tuy rằng cái nghiệp đen ổng làm, ổng chịu, nhưng mà cái nghiệp trắng, cái nghiệp cho đắc chứng đạo quả thần thông đó, ổng vẫn, vì ổng đắc thần thông, ổng vẫn biết được cái thần thông đó là có thật, do ổng đắc được. Nhưng mà sao này ổng vì danh lợi, ổng vài thiền thôi. Nên Đức Phật ngày đã nói rằng chỉ có Đức Phật biết cái người phản bội, biết cái người hại mình vẫn độ, mà vì đó là Đức Phật. Còn nếu mà chúng ta mà có tình thiết là những người đã hại chúng ta thì có lẽ là chúng ta không độ người đó rồi. Nhưng mà vì Đức Phật là Phật nên Ngài vẫn độ đẹp đa. Bởi vì Đức Phật Ngài vẫn biết những người ngoại đạo đó là giết nàng Sundari để vu khống cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật lại vẫn thuyết pháp cho những du sĩ ngoại đạo. Bởi vì Đức Phật là Đức Phật nên Đức Phật Ngài mới như vậy quý vị. Chứ còn nếu mà chúng ta đó là người mà chúng ta biết được như vậy, có lẽ là chúng ta không có độ, hoặc là chúng ta không có giao du với những người đó, tránh xa những người đó. Nhưng mà vì Đức Phật là Đức Phật nên Đức Phật Ngài giảng dạy những gì cần thuyết giảng đó, Ngài vẫn thuyết giảng. Những người đó họ nghe, họ cũng sanh lên được chút tâm thiện. Nhưng mà qua đó những cái tà kiến, những cái lợi danh đó, những cái được mất hơn thua đó, nó vẫn tranh giành trong tâm của họ. Nhưng mà vì Phật là Phật nên Ngài vẫn thuyết giảng để cho họ. Ví dụ chúng ta thấy du sĩ sách cha cá đó, Đức Phật Ngài biết hiện tại ông không có đắc gì hết, nhưng mà những cái gì mà biết ổng đó, sau này ổng sẽ suy gẫm, và sau này ổng sẽ suy gẫm suy tư, rồi ổng sẽ tu hành, và sau này sẽ thành một vị Phật. Phật có nghĩa là người da đen mà thành Phật, bảo vệ chánh pháp Phật. Đức Phật Ngài biết vậy nên Ngài vẫn thuyết pháp Đại Kinh Sạch Chà Cá, Tiểu Kinh Sạch Chà Cá cho du sĩ Sạch Chà Cá quý vị. Vì Đức Phật là Phật nên Đức Phật mới như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta có lòng tin với Đức Phật, chúng ta biết Đức Phật là Đức Phật, là Đức Phật là như vậy mới là Phật. Còn những người mà họ
họ sợ mất danh, mất lợi, mất quyền, mất lợi lộc, mất đồ chúng này kia nọ, thì họ lại không bao giờ chấp nhận những người khác. Như vậy họ không phải là Phật, họ không phải là Phật, họ bực phải là Thánh. Còn Đức Phật là Phật, là bậc Thánh, nên Ngài làm chuyện đặc biệt, dù người đó là người thù. Nên chúng ta thấy sau này Đẹp Đa bị đất rút, trước khi đất rút, Đẹp Đa nói rằng Phật thương ta với La Hầu La không có phân biệt. Ta và La Hầu La cũng giống nhau thôi, Phật không có phân biệt. Ta là người thù, La Hầu La là người thân, Đức Phật không có phân biệt như vậy. Chính cái điều đó, Đẹp Đa vẫn biết được điều đó quý vị. Đẹp Đa vẫn biết được điều đó. Đẹp Đa mới nói với những người mà khiên đệ tử mà khiên mình để đến xin sám hối Đức Phật hả? Nói rằng Đức Phật là như vậy đó, vẫn thương ta giống như là La Hầu La, không có phân biệt. Như vậy thì chính chúng ta là người Phật tử đó, chúng ta biết Phật pháp đó, thì chúng ta có lòng tin sâu sắc đó, là chúng ta nghĩ rằng mỗi người có một cái nghiệp riêng của họ, cái việc làm ác của họ nó không ảnh hưởng đến mình. Cái việc làm ác của họ nó không có ảnh hưởng gì đến mình hết. Chẳng qua mình sanh vào những cái thời kỳ Phật pháp nó suy đồi, tăng chúng nó tu tập nó không còn như thời kỳ của Đức Phật. Nhưng mà tăng chúng của Đức Phật là như vậy. Nhưng mà vì mỗi người có một cái nghiệp, mỗi người có một cái tâm, mỗi người có cái sở hành, và chính những cái nghiệp tâm sở hành đó dẫn họ đi tái sanh. Mà nếu mình có lòng tin như vậy, gọi là lòng tin sâu. Còn ví dụ như mình có lòng tin cạn cợt á, là mình thấy điều thuận lợi thì mình tu tập, nhưng mình ngược lại những gì trở ngại trong cái đời sống của mình á, thì mình bỏ tu, mình không tu nữa. Mình gặp cái chuyện buồn phiền giận hờn chút xíu, mình bỏ chùa, bỏ chuyện tu hành làm phước. Thì như vậy lòng tin của người đó được gọi là yếu ớt, như cái cầu bị gió thổi thì nằm rạp xuống. Nhưng mà nếu mà gió mà thổi cục đá nữa, thì không thể nào vì ngọn gió đó mà cục đá nó rạp xuống quý vị. Nó không có rạp xuống. Nên chúng ta hiểu cái lòng tin kiên cố giống như một cái tảng đá. Bởi vì Đức Phật Ngài thường nói lòng tin mà vẫn như cái tảng đá kiên cố, dù cuồng phong của bốn phương cũng không có lay động cái tâm của người đó được. Nên Đức Phật Ngài bị ví dụ hình ảnh cái tảng đá. Còn Đức Phật ví dụ cái lòng tin yếu đuối giống như cái lau sậy vậy đó. Cái ngọn lau sậy đó bị gió nó nhận xuống nằm dài dưới đất luôn, nó không còn vượng lên được nữa. Nên được ví dụ như là cái cây cỏ lao sậy mà gặp trận cuồng phong thì nó sẽ nằm dẹp xuống. Thì khi mà chúng ta hiểu rằng lòng tin á, của một người lòng tin mà mạnh á, ví như cái tảng đá, mà lòng tin của họ vừa vừa thì chúng ta có thể ví như cây cây, lòng tin của họ yếu nữa thì chúng ta có thể ví như cọng cỏ. Chỉ biết Đức Phật này cũng ví dụ một cái người sân giống như nước, chữ viết trên nước, một cái người sân giống như là chữ viết trên trên đất, một cái người sân giống như chữ viết trên cát, một cái người chữ viết trên đá. Chữ mà viết trên đá thì không phải vì gió vì mưa mà cái đá nó mất cái chữ đó được, nên cái người này sân rất là hiềm hận, sân rất là lâu. Có thể chúng ta hiểu người đó cái lòng tin yếu đuối giống như cái thí dụ mà chữ viết trên đá. Còn một cái người quân tử đó thì giống như chữ viết trên nước vậy đó, vừa rút tay là nước bình thường lại. Cái người này có sân nhưng mà chỉ sân nhẹ tí xíu thôi. Nhưng mà nếu người chữ viết trên đất đó, thì cần phải có một trận mưa, mưa làm cho đất nó văng qua văng lại, nó bình trở lại, thì cái tâm của người đó nó như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi thượng tọa thì con xin kể hai câu chuyện về phân tích cái lòng tin mạnh hay yếu như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì con thỉnh thượng tọa, thì thỉnh thượng tọa tiếp tục điều họp. Dạ, con xin kính đảnh lễ quý thượng tọa. Sao thu cái trình thì tôi pháp đăng đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức tính nghe được xin thỉnh đề thông tính trả lời câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin hỏi đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không? Đại đức pháp tính thì nói cái người siêng và người lười biếng, nhưng mà cũng có trường hợp là có rất là siêng học, rất là siêng làm việc tay chân công quả trong chùa, nhưng mà lại rất là lười biếng ngồi thiền, lười biếng tụng kinh. Thì cái lười ngồi thiền mà cái siêng học Phật pháp
cái đó có được tính là người đó có tinh tấn, có thánh quyền không? Xin thỉnh đại đức Phật thích. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính Bồ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua câu thảo luận của thượng tọa vừa nêu lên, thì đối với một người mà siêng năng về học Phật pháp hoặc là công quả cũng vậy, nhưng mà không có siêng năng tu tập về thiền định thì như vậy có gọi là tấn quyền hay không? Cái điều này nó chưa có đủ điều kiện để mà gọi cái vị đó có tấn quyền. Tấn quyền này là quý vị biết rằng là cái sự tinh tấn, cái sự cai quản mà để mà mình tinh tấn không cho những cái ác bất thiện pháp nó xâm nhập hay là nó sanh khởi, hoặc là nó nằm một cái sự tinh tấn để mà làm cho thiện pháp chưa có để mà nó sanh lên, hoặc là cái thiện pháp mà có rồi thì nó sẽ tăng trưởng. Thành ra cái tấn quyền này nó mạnh hơn cái sự siêng năng học hỏi bình thường. Có nghĩa là một người mà khi mà chúng ta mà có được tấn quyền là có nghĩa là trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi chúng ta đều có cái sự mà quan sát làm sao mà đừng có để cho bất thiện pháp nó sanh lên. Vậy thì cái phương pháp mà thiền có nghĩa là mình phải chú tâm vào ở trong một cái đề mục gì đó. Nếu mà mình hành thiền thì mình chú tâm vào đề mục hành thiền, còn khi mà mình đi kinh hành thì mình chú tâm vào kinh hành, khi mà mình đắp y mình mang bát gì đó thì mình phải chú tâm vào ở trong những cái quan nghi mình đang thực hiện. Thì một người mà luôn luôn có cái sự chú tâm, luôn luôn tinh tấn mà ở trong tâm của mình á, thì cái người đó mới gọi là có cái tấn quyền. Còn nếu mà bây giờ ví dụ như chúng ta hỏi là chúng ta có học Phật pháp đồ này kia, chúng ta học đủ thứ môn học hết, thậm chí là chúng ta có cái sự mà siêng năng, mình vừa rồi sau giờ học mình cũng có công quả nữa, thì cái trường hợp này nó chưa có được gọi là tấn quyền. Vì sao? Vì những cái hành động đó, những cái lúc mà mình làm có thể là phiền não nó sẽ xen kẽ vào. Ví dụ như giờ mình nhiều khi mình học mà cái mình nghĩ mình tự nhiên mình nghĩ mình tủi thân của mình học không sao mà mình thua bạn chúng bạn ở kế bên trong lớp này kia, người ta học mà nhanh thuộc mà mình học mà sao mà nó lâu thuộc quá, thì trong cái tư tưởng đó nó cũng là cái bất thiện pháp. Có nghĩa là bây giờ nếu mà mình so sánh mình học chậm hơn người kia thì nó là thuộc về ngã mạn, bằng cho là thua hay là thua cho là thua. Nói chung là mình có cái nói chung là khi mà học chúng ta học hoặc là chúng ta làm việc thì coi như là nó giống như là chúng ta chỉ có tạo phước thôi, chúng ta tinh tấn siêng năng ở trong cái sự học thì chúng ta tạo cái phước trí, tinh tấn chúng ta siêng năng trong cái công quả thì chúng ta tạo cái phước đức, hoặc là cái đó là cái sự phục vụ chúng ta tạo cái phước đức. Hoặc là mình tạo phước ở trong hiện tại để mà ở trong tương lai mình có cái phước báo mình nương tựa thôi. Thành ra trong đó nó chưa được gọi là tấn quyền. Còn khi mà cái vị mà gọi là có tấn quyền, có nghĩa là
có cái sự cai quản là không cho ác pháp nó sanh khởi, mà ác pháp nó sanh khởi là đoạn trừ, mà thiện pháp mà nó chưa sanh khởi làm cho sanh khởi, còn thiện pháp mà nó đã sanh khởi rồi làm tăng trưởng. Là thí dụ như là khi mà chúng ta ngồi, chúng ta hành thiền, chúng ta đi kinh hành đi, thì cái tâm của chúng ta nó luôn luôn hoạt động giống như là một cái người mà luôn luôn có cái sự canh phòng, canh phòng không cho quân thù nó đột nhập, không cho, hoặc là cái người mà người ta có cái sự tinh tấn ở trong tâm của người ta, luôn luôn người ta muốn làm cho cái những cái gì mà mình nó có rồi nó sẽ tốt đẹp hơn. Thí dụ như bây giờ mình hành thiền đi, thì khi mà chúng ta hành thiền đi, thì đối với chúng ta cần phải có, ví dụ như có những người người ta cần phải có tọa cụ, người ta cần phải có cái căn phòng, cái chỗ này chỗ kia vân vân, nói chung là người ta đòi nhiều cái điều kiện. Nhưng mà một người mà người ta có tấn quyền rồi đó, thì ngay chỗ đó dù cho nó ồn, người ta cũng ráng người ta siêng năng, người ta tập trung vào cái đề mục để mà người ta tu tập. Thì trong cái, hoặc là người ta tập trung, người ta làm sao mà người ta phát triển được an trú ở trong đề mục một cách liên tục, thì trong cái trường hợp đó mới gọi là tấn quyền. Vậy thì ở trong câu thảo luận này chúng tôi muốn tóm gọn lại cái sự học Phật pháp, hoặc là chúng ta làm công quả, thì tại sao mà chưa được gọi là tấn quyền? Tại vì lúc đó là chúng ta, thứ nhất là chúng ta bị phiền não nó có xen kẽ. Còn nếu phiền não mình nó không xen kẽ thì lúc là, thì cái đó chúng ta chỉ là cái sự tạo và cái phước mình học, ví dụ như trí văn hoặc là cái phước đó, hoặc là công quả, thì cái phước đức của chúng ta gì trong cái đó có siêng năng thiệt, có siêng năng, mà siêng năng tạo phước. Còn đối với tấn quyền là trong khi ấy thì nó chưa có. Là tại sao? Tại vì tấn quyền này là chúng ta làm cho phát triển, tăng trưởng những cái thiện pháp, thì như vậy mới được gọi là tấn quyền. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu lên. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú cái chân này được Phật tính. Thượng Tọa Tuyên Quyền, Thượng Tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuyên Quyền đang có mặt ở trước máy, xin định Thượng Tọa Tuyên Quyền hoan hỷ cho đáp án câu thảo luận số 3. Dạ. Thượng Tọa Tuyên Quyền, chúng ta thấy nhiều đoạn ở trong kinh Đức Phật thường hay nhắc đến chánh niệm và trí nhớ. Nhưng mà chúng ta thấy có trường hợp là có nhiều người tu thiền nhưng mà rồi lại hay quên. Thì như vậy có phải gọi là yếu về niệm quyền không? Xin thể ý kiến của Thượng Tọa Tuyên Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng. Tự mình hành đại Đức Phật tính, đại Đức Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý vị tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ câu hỏi thô lượng rằng là có những người ngồi thiền hàng ngày nhưng vẫn thường hay quên lãng, thì có yếu tố kém cái niệm quyền chăng? Có thể nói ở đây thì nó cũng có hai trường hợp. Một là người ấy cũng có thể là thiếu niệm quyền, và cái điều thứ hai nữa, người ấy cũng có thể là do cái chúng ta gọi là cái thường cận thói quen. Nếu như thiếu niệm quyền thì người có thể nói lúc đó vì đó ngồi vào người ta có cái chánh niệm dài, có khả năng coi như là kiểm soát được, giữ gìn cái tâm mình nó rất là dài. Nhưng ngược lại, khi mà sinh hoạt, cái đời sống sinh hoạt bình thường á, thì nó lại là rất là lãng quên nhiều thứ, nhiều chuyện. Đây là một việc mà nó khác đi với cái chuyện mà thí dụ như chúng ta biết, khi mà đã vào ngồi thì họ có một cái sự ghi nhớ cái chánh niệm một cách dài lâu hơn là những
Có đôi khi họ họ ngồi vào như chút xíu tâm họ nó phóng liền, nhưng bởi đời sống bình thường thì họ không quên tới quên lui. Cho nên có những con người thì nó cũng tùy cái tình huống, hay hoặc là cái tật họ lên họ lơ đễnh, chúng ta gọi là lơ đễnh, nó không chú ý cho nên họ quên. Thì cái tình huống này đó nó chúng ta cũng chưa chắc là chúng ta khẳng định rằng yếu cái niệm quyền hay không, thì nó cũng có thể có và cũng có thể có thể không. Ở trong cuộc đời này nó lại vậy, mà quý vị thấy nhiều khi có những người khi mà vào thực tế đó thì họ giỏi, nhưng điều khi lý thuyết đó, thì họ không vững, hay là vào về cái trình bày họ không có vững vàng. Còn những người khi mà vào việc thì họ thông họ rành, thì cũng vậy. Có thể nói rằng là cái tinh thần mà ở trong cái sự tu tập đó, nó cũng như thế. Nhiều khi có sự lơ đễnh, nhiều khi có cái sự quên trước quên sau, vân vân. Những điều mà đến khi mà vào ở trong mà họ ngồi thiền thì tâm của họ nó có một cái sự ghi nhớ kiểu hết sức là cao độ, thì hay hoặc là cái niềm của họ nó rất là vững vàng, tức là họ không có bị phục dễ dàng và xâm nhập. Cho nên cái chuyện quên tới quên lui á, thì có những người nó cũng có như thế, và cũng có những người nó không bị ảnh hưởng. Cái đời sống bình thường của chúng ta cũng tự chúng ta thử suy nghĩ đi. Xung quanh chúng ta đó có một số người nhiều khi á, tay chân họ nó không có kỳ gì, nó không có đặc biệt, cho nên họ đụng cái gì nó cũng dễ đổ bể, nó dễ coi như là ngã trước đổ sau. Nhưng chúng ta nói rằng là như vậy thì họ không có có những cái những cái khéo tay, hay là không có những cái thuật à, chưa chắc. Có thể họ dụng về ở trong cái việc là tay chân chút xíu, như khi họ có thể cầm bút, có thể cầm viết, họ có thể cầm cây quạt, hay hoặc là họ khi họ muốn nói, khi họ muốn làm cái gì thì nó rất là chất lượng, nó rất là đẹp đẽ, nó rất là bài bản, nó rất là tốt đẹp. Cho nên vì vậy là cái sở hành mà cái gọi là để mà cái mà cho rằng là thiếu chánh niệm, hay là cái niệm quyền nó yếu khi mà chúng ta nó kém, khi chúng ta làm cái việc nó không có được mạnh mẽ, vân vân, thì cái điều đó nó còn phải xét lại. Chúng ta không phải hẳn mà quyết định như vậy. Và kính bạch thượng tọa, đây là cái câu trả lời của chính con mà ở trong đời sống bình thường tất cả chúng ta đã thấy và xảy ra với chính mình và tất cả những người xung quanh. Kính cung thỉnh thượng tọa Di Cờ Bồ Tát, kính cung thỉnh ngài Nam Mô Bổn Thầy ạ. Sa thú cái chân thiền tọa tuyệt quyền, đại đức Nguyên Thông, đại đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Nguyên Thông, đại đức Nguyên Thông mà thường thường có những người bị những vấn đề là nếu để họ làm việc, nếu để họ để đọc sách, để có internet thì họ không buồn ngủ, nhưng mà khi họ tập trung vào tâm định thì họ buồn ngủ. Thì điều đó chúng ta nên hiểu như thế nào và chúng ta nên làm gì? Cái thỉnh đại đức Nguyên Thông. À, con xin có đáp án cho câu thảo luận số 4 hỏi rằng tại sao có những người trường hợp, có những trường hợp một người càng tập trung tâm định thường thì lại bị hôn trầm thủy miên. Điều này có lẽ là họ chưa có thường xuyên tu tập, chưa có tập quen, chưa có nhuần nhuyễn trong cái samatha, trong cái thiền chỉ. Cái điều này hoặc là có những cái nghiệp từ những kiếp trước họ không có tu hành, hay là làm như thế nào đó, và trong kiếp này thì họ chưa có khắc phục được cái lực, cái định lực của họ,
mà cái sự khắc phục cái định lực của họ không có gì bằng tự mình tu tập thiền thiền chỉ Samatha. Mà nếu mình tu tập thiền chỉ trong một thời gian trung bình thì từ 3 tháng đến 6 tháng thường xuyên như vậy, người hành giả đó sẽ có cái thói quen, mà cái thói quen đó nó sẽ trở thành lẽ sống của họ, họ không bao giờ bỏ ngồi thiền. Và khi mà họ quen như vậy thì cái định lực của họ lúc nào cũng có. Người mà thường xuyên ngồi thiền hàng ngày về Samatha thiền chỉ đó, thì bình thường khi đi đứng nằm ngồi thì họ vẫn theo dõi được cái hơi thở của họ. Cái điều này phải là những người có tu hành thì mới thấy điều đó, chứ bây giờ nếu nói ra thì cái người mà chưa hề tu hành thì không hiểu được Nguyên Phong nói gì. Bởi vì người mà tu hành hàng ngày thì cái sự ngồi thiền Samatha hay là Vipassana nó trở thành cuộc sống của họ. Họ đến ngày giờ đến ngày là họ đi ngồi thiền, họ không thể mà quên, không thể dứt được. Và cái điều đó nó sẽ trở thành cái món ăn và cũng như là lẽ sống của họ. Cho nên tất cả những vị nào mà chưa có hành thiền Samatha, tức là thiền chỉ đó, thiền chỉ tức là tập trung tư tưởng vào một đối tượng, mình đã focus vào. Mà cái điều này Đức Phật giảng dạy là focus vào cái hơi thở của mình, tại vì lúc nào cái hơi thở cũng có mặt trong người của chúng ta. Khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra, khi thở vào dài biết thở vào ra dài, biết thở ra dài, khi thở vào ngắn biết thở vào ngắn, khi thở ra ngắn biết thở ra ngắn. Chỉ có như vậy thôi thì đó gọi là cái thiền chỉ hay là thiền định. Mà cái người mà cứ tu tập thiền định tới một thời gian thì có thể có cái thần thông. Nói như vậy không có nghĩa là Nguyên Thông có thần thông, bởi vì sách vở nói như vậy thì Nguyên Thông sẽ lặp lại như vậy. Vì vậy cho nên cái sự mà tu hành là cái một cái thói quen. Nếu mà chúng ta chưa có thói quen là chúng ta chưa hội tu hành. Tu hành phải là có thói quen. Mà thói quen đó là gì? Thói quen là ngồi thiền, thói quen là không làm việc ác mà làm chỉ việc thiện. Cho nên Đức Phật giảng dạy rằng cái mà người tu hành thì phải sống dạ con thấy Phong Lan nói là con bị rớt mạng thì bây giờ con nói lại. Cảm ơn Phong Lan. Cái chuyện mà xin Phong Lan post vào cái câu hỏi lên để cho Vinh Phong nói vào câu hỏi đó, ok. Là cái chuyện mà tu hành nó là phải là thật sự có tu hành. Vì vậy chứ câu hỏi số 4 hỏi rằng tại sao có những trường hợp một người càng tập trung định thường bị hôn trầm tiểu miên. Người càng tập trung định thì càng bị hôn trầm tiểu miên. Đó chỉ là giai đoạn ban đầu, chứ không thể nào cái người đó hằng ngày mà tập trung định rồi vẫn mãi mãi hôn trầm tiểu miên. Cái chuyện đó không có. Bởi vì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy thì có nhiều người, Ngài giảng dạy một lần hay hai lần. Khi mà Ngài Moggallana và Sariputta đến gặp Ngài thì Ngài huấn luyện thêm. Thì Ngài Moggallana chỉ cần một tuần lễ, mà Ngài Sariputta là hai tuần lễ. Còn có nhiều người, cần thời gian nhiều hơn nữa. Là bởi vì người đó chưa quen, hoặc là trong cái quá khứ như thế nào đó. Cho nên cái người tu hành thường thường, chúng ta tu hành, chúng ta phải có một cái người mà giỏi hơn chúng ta, là bậc thầy, để chúng ta y cứ vào. Thì nếu mà chúng ta gặp trở ngại thì chúng ta y cứ vào cái người thầy đó. Còn nếu mà chúng ta không có một người thầy thì phải tự mình tự lực cánh sinh, mà phải đọc kinh rồi nghiên cứu. Chứ không có thầy thì phải công nhận rất là khó khăn.
Và cái việc tu hành là cái một câu việc, một công việc mà chúng ta phải miên mật làm, phải chiến thắng. Bởi vì tại sao phải miên mật, phải chiến thắng? Là tại sao? Là bởi vì cái công việc tu hành đó, là cái người hành giả đó có cái quyết tâm biến mình từ một cái chúng sanh vô minh, giải đãi, ngu si trở thành một bậc thánh. Thì một cái công việc biến một chúng sanh ngu si để trở thành một bậc thánh đâu phải chuyện dễ chơi. Cho nên chúng ta không có cố gắng tu hành hàng ngày, hàng giờ thì cái chuyện mà tu hành đó nó không có kết quả. Người nào học computer đó thì có cái câu là Gigo tức là gạt bit in, gạt bit out, có nghĩa là mình tu hành lai rai thì không có kết quả, hoặc là kết quả lai rai nghĩa là không có gì cả. Còn mình tu hành miên mật thì cái kết quả nó là chính đáng. Là bởi vì cái gạt bit in mình đưa vào đó rác rưởi thì đều là rác rưởi, gạt bit là rác rưởi, đưa vào đó, đưa vào cái tâm mình là điều nó rác rưởi thì cái ra kết quả cũng là rác rưởi. Mà mình đưa vào cái tâm mình một cái sự mà nghiêm chỉnh tu hành, chú tâm và làm hằng ngày miên mật thì cái kết quả là người hành giả đã phải chứng sơ vị tam tứ thiền của sắc giới. Và vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ. Cái điều đó là Nguyên Thông đọc thấy đều là như vậy cả. Bởi vì nếu mà có miên mật, không có quyết tâm thì vào đó người đó vào đây 3 năm, 4 năm, 5 năm vẫn không đọc một chữ Pali. Và có nhiều người, thế con thấy vào khoảng chừng 2-3 tháng thôi. Thí dụ như cô Châu Nguyễn hay cô Liên Hoa hay là Nguyên Như, thì là những người đó đọc tiếng Pali rất là chuẩn và rất là chính xác. Và theo cái kinh nghiệm của con thì người tu hành là phải quyết chí tu hành. Mà quyết chí tu hành, tại sao mình quyết chí tu hành là bảo thành một bậc thánh? Mình muốn phải là một con người mà bá vơ, thành ra mình phải tu hành. Mà muốn tu hành là gì sao? Là phải luôn luôn là ly dục, ly ác, bất thiện pháp. Cái việc là ly dục, ly ác, bất thiện pháp, cái tâm đó là người, là một người đàng hoàng rồi. Mà thành tựu được ly dục, ly ác, bất thiện pháp là bậc thánh sơ nhị tam tứ quả. Chứ nếu mà tu hành mà không cố gắng tu hành thì tạo có những trường hợp một người càng tập trung định thì là bị hôn trầm thủy miên. Thì người đó không có cố gắng tu hành thì cái việc đó vẫn tồn tại. Mà một người cố gắng tu hành thì con bảo đảm vào khoảng 3 tháng hay 6 tháng thì người đó sẽ chứng nhất sơ nhị tam tứ thiền. Mà khi người đó cố gắng thành tựu những điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Kính thưa sư phụ, đó là những tư tưởng mà con nghĩ về cái câu thảo luận số 4. Con xin trao mai cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những gì điều mà con nói. Và con chưa bị để lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Thiền định quy xin được hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa pháp đăng nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoàn thiện trở lại. Nhưng một lần nữa xin hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có còn ở trước máy không? Dạ, thượng tọa pháp đăng, chúng ta nói về tự quyền. Ở đây chúng ta thấy rằng trí tuệ có nhiều thứ, nhưng một trong những thứ trí tuệ đó là học Phật pháp. Thì cái trí tuệ mình học hiểu Phật pháp đó, có đủ đi gọi là tuệ quyền không, hay là có một phải là một phần của tuệ quyền không? Xin cái định rồi từ đó đang qua cái giảng dục. Alo. Alo. Dạ. Cảm ơn quý vị. Nếu mình tính theo á, nếu mình tính theo cái tâm á, thì tâm nào có sở hữu trí tuệ thì mình gọi là tuệ quyền. Thật sự thì chúng ta thấy rằng
mình phân tách tâm thì nó rất là dễ, nhưng mà nếu mà nói đến cái trình độ tu chứng của mọi người đó thì điều này chỉ có Đức Phật ngài mới biết được. Ví dụ mình nói rằng một cái người mà có tề quyền đó là văn đành tuệ đó, thì ở trong bộ Bát Tí Xâm Vĩ Đa Mắt Giá có nói rằng những cái tệ mà nó sanh khởi lên đó, do mình nghe đó, ví dụ người đó họ nói về danh, mình quán về danh, quán về sắc, thì lúc bây giờ mình chứng đắc đạo quả. Thì nếu một người họ nhận định đó, thì họ nghĩ rằng cái người này phải có thời gian tu hành lâu dài, chứ không thể nào mà vừa nói mà họ có thể chứng đắc được. Nhưng mà nếu mình nói rằng cái người này mà khi mà họ được khai thị đó, giống như là Đức Phật ngày khai thị, thì một cái người mà họ muốn quần tục như là Sonata của Lý Vít Sa, những cái vị tỳ khu mà thương nàng Sirima mà bỏ ăn ba bữa đó, thì nếu mình nhìn vào đó thì mình nghĩ rằng vị đó không có tệ quyền. Nhưng mà thực sự khi Đức Phật này thuyết giảng, vị này đưa tâm quán xét, vị này đắc được đạo quả, thì chúng ta sẽ nhận định ngay chỗ đó là tệ quyền. Thì thật sự đó, nếu mà nói rằng theo cái sở hữu tệ quyền đó, lúc nào mà nó có ngự trị, mà nó có cai quản được, nó gìn giữ được các cái sự đồng trụ, đồng có đó, thì mình gọi là tệ quyền. Tại vì thường thường mình nói rằng tôi là cha có khả năng bảo vệ con, thì lúc nào mình bảo vệ con được thì mình gọi là cha, chứ không có nghĩa là lúc nào mình cũng bảo vệ hết. Nhưng mà mình vẫn bảo vệ mà mình cần bảo vệ được. Thì tệ quyền cũng giống như vậy, khi mà nó bảo vệ các pháp đồng sanh ngay lúc bây giờ thì chúng ta vẫn gọi là tệ quyền. Chứ mình nghĩ đến lịch đạo quả là tệ quyền thì cũng không đúng. Tại vì thường thường chúng ta thấy trải qua cái sự tu tập đó, ngũ căn, ngũ lực, thất chi, ngũ căn, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, giác chi, ngũ bát thánh đạo. Thì rõ ràng cái thời kỳ mà ngũ căn, ngũ quyền đó, nó cũng vẫn là cái thời kỳ chưa có thành tựu đạo quả. Đến thất giác chi, qua đến bát chánh đạo đó, đồng sanh trong tâm đạo mới nói là người sơ đạo. Nhưng mà nếu mà tính từng tự thứ lớp đó, thì vẫn có ngũ căn, bốn niệm xứ, bốn nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát thánh đạo. Thì theo con nghĩ rằng nếu có tệ quyền mà nói theo cái 37 phẩm bồ đề trợ đạo đó, thì văn tình tuệ khi mà nghe mà đưa tâm mà quán xét đó, thường hay nói đó, ví dụ như mình nói rằng văn thành tuệ là khi mình nghe, tư thành tuệ là suy tư, trong cái thời gian mình suy tư và mình có thể đoạn trừ được phiền não, là tu thành tuệ. Thì rõ ràng lúc đó cái tâm đạo nó đã sanh nó trong cái sở hữu tệ quyền để đoạn trừ cái phiền não, tà kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Mình nói chung là bốn tâm tham, hợp tà, tâm si, hoài nghi. Thì được gọi là chánh kiến trong bát chánh đạo. Nhưng mà lúc bây giờ suy tư trên cái phương diện đó cũng được gọi là tệ quyền, vì nó có khả năng bảo vệ các pháp đồng sanh. Tệ quyền nó thấy rõ các pháp và lẫn lộn. Thì ý nghĩa của chữ tuệ là thấy rõ các pháp, theo bộ Bát Thí Sâm Vĩ Đa Mắt Giá nói như vậy. Và thường thường thì mình cũng vẫn biết, nếu mình học bi dục pháp, mình nghĩ rằng những cái tâm thiện dục giới hợp trí nó vẫn làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập để tâm thiền sanh lên, tâm đạo quả sanh lên. Như vậy rõ ràng là cái sở hữu tệ quyền nó vẫn sanh ở trong tâm thiện hợp trí để làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập để tâm đạo quả sanh lên. Nếu mà nói theo như vậy thì rõ ràng là tâm thiện hợp trí đó nó làm nhiều lần. Làm thì thành cái trạch pháp giác chi hoặc là cái chánh kiến trong bát chánh đạo. Còn khi mình nói đến nếu mình nói một cái người mà làm thiện như vậy có phải là cái tâm thiện cái tài quyền không, thực sự thì chúng ta rất là khó để mà nói. Nếu chúng ta không nói theo chi pháp thì chúng ta rất là khó để mà nói. Ví dụ chúng ta thấy như cậu Cung Tử Ca Lá đó, trước đó vì 1.000 đồng tiền vàng đi nghe pháp thôi, nhưng mà khi hai lần, tới lần thứ ba nghĩ rằng mình cũng vì 1.000 đồng đứng lên ngồi xuống hoài, Đức Phật thuyết pháp gần xong rồi, bây giờ mình bỏ qua cái vụ 1.000 đồng đó, mình ngồi yên tĩnh mình nghe. Thì khi mà Cổng Tử Ca Lá mà nghe với cái tâm như vậy thì đắc chứng đạo quả, với duyên giác ngộ giải thoát. Hay là chúng ta thấy như là cha chồng bà Quy Sắc Hai vậy đó,
ngoại đạo kêu đừng có ra ngoài, ông cũng làm cái phòng để ông ngồi trong đó nghe. Nhưng mà khi ông nghe rồi, ông đắc đạo quả rồi, ông tự bò ra thôi, ông tự tự mình bò ra, kêu bà Vị Sư Khai bằng mẹ, và đã quý Tam Bảo, đã nhận Tam Bảo làm vị đạo sư luôn cho đến trọn đời, không có quy ngoại đạo nữa. Thì rõ ràng nếu mà chúng ta nói rằng cái sở hữu trí tuệ, văn thành tuệ đó là người ta nghe, và khi nghe đó người ta xác định được danh sắc, xác định được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, họ hiểu được cái thế nào là hoài nghi, hoài nghi về cái lời dạy của Đức Phật, hoài nghi cái pháp thực chứng của Đức Phật, hoài nghi về nhân quả, khi mà họ không thấy, nhưng mà họ thấy rồi thì họ không có hoài nghi nữa. Như vậy thì theo con nghĩ rằng cái tuệ quyền đó, đối với một cái người mà có cái trí tuệ học Phật pháp, nó cũng là văn thành tuệ. Nhưng mà nếu người đó đó đem cái học hiểu đó mà suy tư trong cái thời gian, thời khắc, và có thể đoạn trừ phiền não, nó cũng là tu thành tuệ. Có nghĩa là vì nó đoạn trừ phiền não thì gọi là tu thành tuệ. Còn cái gì mà khi nào có sự suy nghĩ nhiều về tư thành tuệ, do cái sự suy tư đó mà ngăn được cái phiền não, cũng gọi là tuệ ngăn phiền não. Bởi chúng ta thấy trong chánh kiến Đức Phật loại vẫn gọi hai cái loại là chánh kiến đến sanh y và chánh kiến đến đạo chi. Vì chánh kiến mà sanh trong những tâm thiện dục giới, nó đưa đến cái sự sanh thú trời người nên gọi là sanh y. Nhưng mà cứ sở hữu trong tâm đạo thông quả thì đưa đến đạo chi, là đặc chứng đạo quả. Nên nếu con nghĩ rằng căn cứ theo cái lời dạy của Đức Phật đó, thì sở hữu trí tuệ hợp trong cái tâm nào đó, thì cái tâm đó nó được gọi là tuệ quyền. Với cái mức thấp hay cao, vì tuệ nó có 72 loại tuệ, trong bộ Bát-ti-sa-mi-đa Bát Giá có nói đến 72 loại tuệ. Tuệ phân biệt như thế nào? Trong hiệp thế hay siêu thế? Trong tâm quán về Niết Bàn, quán dự tam tướng hay là quán về cái gì? Thì theo con nghĩ rằng nếu người đó mà đưa tâm mà nghe Phật pháp, họ đưa tâm vào quán đây là sắc, đây là sắc, đây là danh, đây là tham, đây là sân si đấy, đây là vô tham vô sân si đó, thì họ cũng có khả năng để chứng đắc đạo quả. Vì có nghĩ rằng cái thời kỳ Đức Phật, ngài không có phải là một người, mà ngài chỉ là một con chim công thôi, mà ngài nói lên đó, mà cái người thợ săn cũng thành Phật độc giác được. Vì cái câu đó nó có, nó là cái chân đế, nó là sự thật. Vì chúng ta thấy rằng khi mà con chim công nói với cái người thợ săn, nói rằng mắt con chim công đực mà nó nhìn những chim công cái, mà chim công cái kêu lên như vậy, cái lòng tham nó nổi lên từ con mắt, từ tai, từ mũi, từ miệng, từ thân, từ tâm. Và không có một người nào mà thoát khỏi nếu người đó không có chánh niệm. Thì cái người thợ săn khi mà nghe chim công nói như vậy thì rõ ràng thấy vua chúa cho đến thần dân cho đến những loài thú đó. Chúng ta thấy chim chim đực thì nó chế ngự chim cái chế ngự chim đực. Con cá đực nó chế ngự cái chế ngự cá đực. Con cọp đực chế ngự cọp cái chế ngự cọp đực. Sư tử đực chế ngự sư cái chế ngự sư tử đực. Nên lúc bấy giờ cái người ta săn tự đưa tâm quán xét và trở thành Phật độc giác với cái lời dạy của con chim công. Thì con nghĩ rằng nếu một cái người họ đủ duyên đó, thì một cái lời nói của một con chim công thôi nó cũng làm cho vị đó thành Phật độc giác, nếu mà nói về chân đế. Bởi chúng ta thấy tục đế là chân đế, chân đế là sự thật. Ở trong ví dụ pháp, chân đế là sự thật, dù cho ngàn đời nó cũng là sự thật. Nên khi ai nói đến sự thật đều nói đến chân đế. Thì nói đến sở hữu tệ quyền đó là cũng nói đến chân đế quý vị, nói đến tâm biết cảnh cũng là chân đế, vì đó là chân đế, nó là sự thật. Nếu người nào nói tâm không biết cảnh là người đó không nói đúng. Và ai mà nói tuệ không có thấy thì người đó đều nói sai. Vì tuệ quyền là ý nghĩa của sự thấy rõ các pháp đồng sanh, thấy rõ như vậy. Thì theo cái câu của Thượng Tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ xin gửi mic lại cái gì nói thêm tỉnh Thượng Tọa. Bây giờ con xin gửi mic lại.
Dạ, kính mời sư phụ Tể Quyền cầm mic trả lời câu hỏi số 6. Sư phụ Giác Đẳng bận vì chùa hôm nay có lễ. Thỉnh mời sư phụ Tể Quyền trở lại mic. Nam mô Bụt Tha, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Kha, để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Có thể nói rằng năm quyền là điều cần thiết cho hành giả tu thiền. Quả là chính xác. Như chúng ta biết, chính năm quyền này, nếu như không có được năm quyền á, thì nó không tạo thành một sức mạnh, không tạo thành một sức mạnh, mà không tạo thành một sức mạnh đó thì làm sao mà chúng ta có thể áp chế và đè nén được cái phiền não. Nó thật tình là vậy quý vị. Cái pháp mà để mà có thể nói là để mà có khả năng tiêu diệt, có khả năng mà có thể nói là làm cho các cái thiện pháp nó sinh khởi, và chính năm cái quyền này nó trấn áp được các bất thiện pháp. Như trong cái lời dẫn thì chúng ta biết là ngũ quyền nó có khả năng đặc biệt là pháp trọng yếu để phát triển được cái thiện pháp. Chính có tính, có tấn, có niệm, tính tấn niệm có định, và chính năm bốn cái điều này hỗ trợ cho tuệ, mới gọi là cái tuệ này để khai triển cái thiền quán, thấy được sự sanh sự diệt. Và cũng chính năm cái pháp này nó có khả năng để trấn áp và khắc chế cái phiền não. Thì kính thưa quý vị, đây là một trong 37 pháp nó trợ đạo Bồ Đề có mặt, thì nó phải được cái sự hỗ trợ của tính, của tấn, của niệm, của tính, của tấn. Cái chánh niệm đó nó có khả năng để sát trừ phiền não, hay là chánh niệm này nó hợp trong trong tâm đại thiện để thấy được niết bàn, tức là diệt trừ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì phải có indriya giá này. Mà cái indriya giá này xuất hiện nó hỗ trợ cho ba chánh, cho thất giác chi, nó hỗ trợ cho tứ chánh cần, tứ nhiên y túc, và đó mới là những cái pháp đó đổ về cho tứ niệm xứ. Chính là niệm đây, nó như là một pháp cùng đồng sanh, nó hỗ trợ cho nhau. Đây là một điều mà chúng ta nhớ ở trong cái tinh thần, nếu mà chúng ta học hiểu về vi diệu pháp, do này nó rất là đặc biệt. Thí dụ như sẽ dễ chánh niệm được sanh khởi một cách mạnh mẽ, một cách tốt đẹp, thì nó phải có cái gì? Nó phải có tính, có tấn ở trong thất giác chi, hay ở trong bát chánh đạo, tức là chánh tinh tấn, và hay là định phần trong bát chi đạo. Ngũ căn, ngũ lực đó, ngũ căn, ngũ lực hay là tấn lực, tính lực, đó chính là những cái khả năng sức mạnh hỗ trợ cho chánh niệm. Thì cũng như vậy, tại sao phải quân bình năm quyền là điều cần thiết cho vị hành giả tu thiền? Bởi vì nếu như chúng ta quân bình năm quyền, chúng ta biết có sự kiểm soát, chúng ta có một cái sự duy trì, có một cái sự nắm vững như vậy, thì nó mới áp chế và đẩy lùi được cái phiền não, tấn công phiền não. Cần một cái gươm sắc bén. Khi chúng ta ra trận, đã có thế trận,
đã có binh pháp, đã có một cái sự tính toán sắp xếp rõ ràng. Cái đội quân nào sẽ tấn công, đội quân nào sẽ phòng thủ, đội quân nào sẽ là xỉm trước sau, vân vân, thì phải nói rằng trong cái cuộc tu hành, cái mà gọi là ngũ quyền, ngũ căn, thất giác chi, bát chánh đạo, tứ nhĩ ế túc, tứ chánh cần, vân vân, nó đều là những binh pháp trong thế trận đã được định đặt. Điều đó mới gọi là, mới có một cái sự chiến đấu được và diệt được kẻ thù, là phải có binh pháp rõ ràng. Chứ còn nếu như chúng ta tu mà chúng ta không có một phương hướng, cũng như đánh trận mà không có một cái phương pháp đánh trận, thì chắc chắn rằng trăm trận trăm thua, thì chưa ra là đã thua. Cũng như vừa chuẩn bị vào tu thì chúng ta đã thua từ khi chúng ta ngồi xuống rồi, là không có một phương án, không có một phương pháp. Thì cái sự quân bình của năm quyền này, đây tức là những cái sự đặc trách, những cái sự đặc cách một cách rõ ràng cho vị hành giả tu tập lúc nào phải biết được sức mạnh của tính, của tấn, của niệm, của định, của tuệ quyền mình nó như thế nào. Nó hỗ trợ cho các pháp thiện được sanh khởi, mà nó diệt trừ được các pháp bất thiện. Đây là cái điều quan trọng vô cùng mà vị hành giả tu tập, cho nên phải quân bình. Chứ còn thí dụ như khi chúng ta đã vào trận tác chiến thì phải theo chỉ huy, phải theo chỉ huy. Mà cũng như vậy, bây giờ cái người kề bên chỉ huy đó chính là chánh niệm và tỉnh giác. Mà chánh niệm và tỉnh giác này là kiềm lái yêu cầu tính tấn niệm định đó phải đi theo như thế này. Và cũng như là từ chỗ đó và tính tấn niệm định tại này đã có một sức mạnh, đã có một khả năng, đã có một cái quyền, đã có một cái khả năng trấn áp, thì chúng ta mới thấy là nó mới vững mạnh. Chứ còn nếu như mà không có cái sự hỗ trợ thì chắc chắn rằng tuệ quyền không thể nào khởi sanh lên. Mà nếu như tuệ quyền không thể khởi sanh lên thì không thể nào sát trừ và diệt trừ được phiền não, hay là trấn áp được ác bất thiện pháp và làm cho thiện pháp sanh khởi. Đây là giá trị sự thật mà phải có thế, có trận, có đúng đúng mức, đúng đúng điều của nó. Và thì kính bạch thượng tọa, đây là cái câu trả lời của chính con. Nếu có điều gì cần bổ túc, thì con kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ. Xin đại diện cho thượng tọa, có lẽ thượng tọa Chất Đẳng đã bận rồi. Yeah. Hôm nay là lễ, có lẽ lễ Vu Lan ở chùa. Xin thay mặt cho thượng tọa xin kính tri ân đến chư tôn đức tăng quý ngài đã vào trong để thuyết giảng và cũng như thảo luận, và kính cảm ơn các vị đã thính pháp. Kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lành và một đêm an lành. Xin hẹn vào ngày mai như giờ thường lệ. Và xin mời chị chúng là cô Đăng Nhật Nguyệt, và xin mời cô lên để kênh và hoàn mãn chương trình hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Tham Mà Giá, nam mô Sẵn Ca Giá.